Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay trên kênh của MC Trần Vân. Thì hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 44 của bộ truyện Xuyên Thành Cai Ngục Tại Dị Giới. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nhân nguyên cảnh. Tự Yêu trả lời. Trên cơ sở cảnh chính là thần đan cảnh. Ở cơ sở cảnh tu luyện tinh khí thần, mà thần đan cảnh thì dung hợp tinh khí thần, ngưng kết thành một viên thần đan tính mạng song tu. Thần đan cảnh tu luyện chính là thần đan trong cơ thể, chia làm 3 cấp độ là nhân nguyên thần đan, địa nguyên thần đan cùng với thiên nguyên thần đan. Cố Thành Phong trong lòng khẽ động, một hạt thần đan nuốt vào bụng, mạng ta do ta quyết. Vòi Yêu mỉa mai cười, chủ nhân, ngài nói đùa, chắc là mệnh của ta do ngài quyết rồi. Nhìn không ra tiểu tử người cũng rất biết nịnh. Thả chủ nhân khen ngợi. Vẻ mặt nịnh nọt của Voi Yêu. Được, ngươi đã nịnh như vậy, vậy lấy thần đan ra cho bản tôn xem một chút. Vừa lúc bản tôn có chưa từng thấy qua thần đan. Sắc mặt Voi Yêu trong nháy mắt cuồng biến. Chủ nhân, ngài đừng nói đùa. Thần đan nếu lấy ra, vậy tiểu yêu sẽ mất mạng à? Bốp! Ngươi con mẹ nó, không phải nói mạng của ngươi do ta quyết hay sao? Hiện tại bản tôn muốn mạng của ngươi, ngươi có ý kiến hả? Đừng mà chủ nhân! Vòi Yêu hoảng sợ gào khóc nói. Chủ nhân, xin ngài giữ lại thân thể hữu dụng của tiểu yêu, để cho tiểu yêu vì ngươi dốc sức mà. Cố Thành Phong khinh thường cười. Ngươi cũng không nhìn đức hạnh hiện tại của mình. Mẹ kiếp, đã thành voi nướng, còn có thân thể hữu dụng. Tác dụng duy nhất của ngươi bây giờ chính là để cho bản tôn nếm thử hương vị thịt voi thế nào. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bản tôn ra lệnh cho ngươi lập tức lấy thần đan ra. Nghe được hai chữ mệnh lệnh này, Voi Yêu không cách nào phản kháng nữa. Bởi vì một khi nó phản kháng, vậy có nghĩa là vi phạm lời thề, sẽ sống không bằng chết. Vì thế Voi Yêu run rẩy, khóc lóc, cắn răng nhắm mắt lại, trực tiếp từ bụng lấy ra một viên thần đan máu chảy đầm đìa, tản ra quang mang màu vàng nhạt, run rẩy đưa nó đến tay Cố Thành Phong. Lập tức đầu nghiêng một cái, chết luôn. Cố Thành Phong nhìn thần đan màu cam vàng trong tay, tâm niệm vừa động, hơi nước trong không khí tự động ngưng kết thành một dòng nước chảy, nhanh chóng tẩy sạch thần đan. Nắm trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà ngưng thành thực chất. Nói thật thứ này hắn dùng không được, dù sao Voi Yêu cũng bị hắn ép khô, thần đan này càng không cách nào cung cấp trợ giúp gì. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Phong liền ném nó vào không gian dị độ cho Tiểu Thi Mị, sau đó lấy ra một thanh kiếm bắt đầu cắt thịt của Voi Yêu. Vừa rồi lúc lôi hỏa lưỡng trọng thiên, Cố Thanh Phong liền ngửi thấy mùi thơm, đã sớm muốn nếm một miếng. Nếu thánh tộc có thể ăn thịt người, vậy vì sao người không thể ăn thịt thánh tộc? Cắt một miếng thịt trên, không cần nướng, cũng đã chín rồi. Cho vào miệng, nhai nhai. Uệ, mẹ kiếp, thiêu rồi. Tuy thiêu rồi, nhưng Cố Thanh Phong là một đứa trẻ cần kiệm. Đồ mà mình không ăn thì có thể cho chó, yêu ma ăn. Vì thế Cố Thanh Phong liền thu thi thể đen thùi của Voi Yêu vào trong không gian dị độ. Làm xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ trên bầu trời, không do dự, trực tiếp bay vào. Dù sao đã biết được tình hình sau lưng cánh cửa, chỉ có hai con thánh tộc mà thôi, vậy còn có cái gì phải sợ? Xuyên qua cánh cửa trên bầu trời, Cố Thanh Phong liền cảm thấy một luồng lực lượng xuyên biên giới truyền đến. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, giống như vốn dĩ ở dưới nước, sau đó mạnh mẽ nổi lên mặt nước. Cố Thanh Phong nổi lên mặt nước, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Khi hắn từ trong cánh cửa đi ra, nhất thời bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Mẹ nó, đây chính là thượng giới. Trước mắt hắn một mảng xám xịt, đập vào mắt đều là u ám, giống như đang ở trong vũ trụ, giống như có một tấm màn màu đen thật lớn, che lấp trời đất nơi này. Mà trên tấm màn màu đen điểm xuyết rất nhiều ánh sáng, sáng bóng giống như sao. Hơn nữa trọng lực nơi này cũng vô cùng kỳ quái, trọng lực phân bố không đồng đều, có chỗ nặng, chỗ nhẹ,
có rất nhiều mảnh vỡ của các kiến trúc khác nhau, giống như vô số cung điện từ khắp nơi trên thế giới. Hành lang bị phá vỡ hoặc bị cắt tạo thành, những mảnh vỡ của các kiến trúc này nổi trên bầu trời và trôi nổi như những đám mây. Có những thứ như tảng đá nằm sấp trên mặt đất, đứng yên bất động. Mặt đất cũng không phải là đất đai mà là màn sáng màu tím nhạt giống như gương. Cố Thanh Phong cẩn thận đánh giá một màn trước mắt. Hắn chợt nghĩ đến những lời voi yêu đã nói lúc nãy. Thánh tộc vì không bị yêu ma khác phát hiện việc làm ăn của nhân khẩu thanh giới, cho nên lựa chọn một nơi xa xôi, cũng mở ra một khe nứt không gian, coi như là không gian tiếp giáp với thanh giới. Cho nên nói, nơi này chắc là tiểu không gian hình thành từ khe nứt của một đạo không gian. Nếu không đoán sai, rất có thể những mảnh vỡ của các kiến trúc này sẽ là sản vật bị cuốn vào do dòng chảy không gian lộn xộn. Không gian loạn lưu, thứ này chỗ nào cũng có thể sinh ra, giống như động đất. Khi không gian không ổn định, sẽ sinh ra loạn lưu. Loạn lưu sẽ cuốn đi toàn bộ những thứ trong không gian phụ cận, cuối cùng chảy vào vết nứt không gian. Thậm chí dư âm của một số đại năng giao thủ cũng có thể sinh ra không gian loạn lưu. Sau khi hiểu rõ nơi mà mình đang đứng, Cố Thành Phong cũng không tùy ý xông loạn, mà là bắt đầu từ từ cảm thụ sự khác nhau của thượng giới. Cảm giác này quả nhiên phát hiện ra điểm không giống rất lớn. Điểm không giống lớn nhất chính là thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí thượng giới quả thực nồng đậm đến mức khó có thể tưởng tượng được. Với nguyên khí lúc này, một người bình thường cho dù không tu luyện võ đạo, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng trường mệnh trăm tuổi, thậm chí lâu hơn. Cố Thành Phong hít thở thiên địa nguyên khí, chỉ cảm giác thần thanh khí sảng. Loại cảm giác này thật giống như mình trước kia vẫn sống ở bãi rác hôi thối, sau đó bất thình lình đột nhiên đến rừng oxy vậy. Ngoại trừ thiên địa nguyên khí không giống ra, còn có chính là trình độ vững chắc của không gian. Trình độ vững chắc không gian của thương minh giới có thể so với tường đồng vách sắt, so với thành giới chỉ như là ván gỗ, còn là loại ván gỗ đập để biểu diễn võ taekwondo. Không gian vững chắc mang đến hậu quả chính là Cố Thành Phong ở chỗ này rất khó thuấn di. Di hình hoán ảnh chỉ sợ là không thể dùng. Cho dù có thể dùng, cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Loại hạn chế này cũng không phải nhằm vào một mình Cố Thành Phong. Tất cả sinh linh thương minh giới đều là như thế. Muốn tùy ý thuấn di, chỉ sợ chỉ có những cường giả thiên cảnh kia mới có thể làm được. Một lát sau, cảm nhận của Cố Thanh Phong cũng dần bình thường lại. Vì thế, hắn bắt đầu hành động. Dựa theo lộ tuyến voi yêu cho, vừa mới nhảy lên một khối đá vụn trôi nổi cách đó không xa. Đột nhiên, một cỗ uy áp của thần đan cảnh truyền đến. Một giây sau, một bóng voi yêu mặc hắc giáp, trên mặt có chiếc vòi dài, hai cái tai to như quạt xuất hiện trước mắt Cố Thành Phong. Hắn ta không kiêng nể gì đánh giá Cố Thành Phong. Ngươi là ai? Tượng điền đâu? Hắn vừa nói lại quay đầu nhìn thông đạo xuyên biên giới sau lưng Cố Thành Phong, hơi cả kinh. Tượng điền lại nỡ tự bỏ tiền túi mở thông đạo, chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra hàng hóa tốt gì cho nên muốn sớm bắt tới hiến cho lão tổ? Con voi yêu này lại lần nữa nhìn về phía Cố Thanh Phong, ánh mắt nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một món hàng hóa. Tu vi thần hồn cảnh, nhưng khí tức lại vô cùng cổ quái, chẳng lẽ có đặc thù gì? Bốp! Thân hình Cố Thanh Phong giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt voi yêu, một cái đại bức đấu quất lên. Thần tượng thể mang đến sức mạnh cường đại, trực tiếp đánh bay đối phương, còn thuận tiện rút ra một cây ngà voi. Cẩm mẹ nó, ngươi xoẹt xoẹt cái gì? Dù có rốt nát thế nào cũng phải có giới hạn. Cố Thành Phong không kiên nhẫn nói. Hắn xem như đã chịu đủ bộ dáng cao ngạo vô tri của đám thánh tộc thượng giới này. Vừa nhìn mình là người hạ giới, cả đám đều không có não. Trong ánh mắt ngoại trừ miệt thị, mẹ kiếp vẫn là miệt thị. Hạ nhân giới ti tiện, ngươi lại dám đánh... Voi yêu đứng lên từ trên mặt đất. Voi yêu đang chuẩn bị phát ngôn bừa bãi, còn chưa nói xong, Cố Thành Phong đã lấn thân về phía trước, nắm đấm to như bào cát, một quyền lại một quyền chào hỏi đánh lên trên mặt. Đối với loại yêu ma không có giá trị lợi dụng này, Cố Thành Phong luôn lười nói nhảm.
Dù sao đối phương và voi yêu đều là nhân nguyên thần đan cảnh. Thứ mà hắn hiện tại thật sự muốn gặp chỉ có thiên tượng lão tổ, thiên tượng đỉnh phong của thiên nhân cảnh. Nếu cường giả thượng giới như mây, hơn nữa mình chỉ tương đương với cặn bã ở cơ sở cảnh, vậy thì đánh thiên tượng lão tổ trước cũng là lộ thiên nhân cảnh. Như vậy sau khi ra khỏi khe nứt không gian, thật sự đến thường mình giới, không thể nói là vô địch, nhưng ít nhất cũng coi như có lực tự bảo vệ mình. Người dám đánh ta, ta sẽ giết ngươi. Voi yêu sử dụng vũ lực, toàn thân liều mạng phản kháng, nhưng mặc cho hắn ta phản kháng như thế nào, những cự lực kia đánh vào người Cố Thanh Phong, căn bản không có được chút gợn sóng nào. Đáng ghét, pháp thiên tượng, tượng cái con mẹ mày, bụp bụp bụp. Sau một nén nhang, con voi yêu này đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, đầy thương tích, ngà voi bị nhổ ra, lỗ tai quạt bù của con voi cũng bị kéo xuống, còn trải qua một phen trị liệu điện, rốt cục cũng chịu thành thật. Cố Thành Phẩm nhíu mày, không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy, thiên tượng lão tổ còn chưa xuất hiện, còn đang bế quan luyện hóa thành giới thiên đạo sao? Này, đừng giả chết nữa, thiên tượng lão tổ đâu? Lão tổ đang ở đây bế quan. Voi yêu miệng hộc máu, hàm hồ không rõ. Người kêu thảm như vậy, lớn tiếng như vậy, ông ta vẫn có thể bế quan? Ông ta bị điếc à? Lão tổ đã đến thời điểm quan trọng luyện hóa thành giới thiên đạo. Ông ta đã nói cho dù là chuyện lớn cũng không thể quấy rầy ông ta, cho nên ông ta chắc chắn sẽ không đi ra. Thôi bỏ đi, nếu ông ta không đi ra, vậy bản tôn đi tìm hắn là được rồi. Người mau đứng lên dẫn đường. Vâng vâng. Voi yêu gian nan bỏ dậy, chuẩn bị dẫn đường. Dù sao đi tìm thiên tượng lão tổ cũng đang cùng tâm ý với hắn ta. Hắn ta chỉ còn nhờ vào thiên tượng lão tổ cứu mạng. Cố Thành Phong lại đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Voi yêu nghe vậy run lên, sợ hãi nhìn Cố Thành Phong, tất nhiên rất sợ hắn đổi ý. Trước tiên, dẫn ta đi nơi giam giữ nhân tộc. Cố Thanh Phong tính đi cứu nhạc phụ trước, dù sao ngộ nhỡ, nếu lát nữa có đánh nhau với thiên tượng lão tổ, làm bị thương đến nhạc phụ cũng sẽ không tốt. Tung tích của nhạc phụ hắn đã sớm biết được từ trong miệng tự điền, chỉ nhốt ở trong khe nứt không gian, bởi vì thất khiếu linh lung thể chất rất trân quý, đặt ở bên ngoài không an toàn, sợ bị yêu ma khác cướp đoạt. Voi yêu nghe theo lời Cố Thanh Phong dặn dò, liền dắt theo hắn đi tới nơi giam giữ nô lệ nhân tộc. Trên đường đi, Cố Thanh Phong sợ voi yêu giở trò, từ đó lãng phí thời gian không cần thiết, liền ép hắn ta thể nhận chủ. Sau khi nhận chủ, dưới sự dẫn dắt với hình dáng ọp ẹp và lảo đảo của voi yêu, một người một yêu không ngừng bay về phía khe nứt không gian, lướt qua tầng tầng lớp lớp phế tích kiến trúc lơ lửng trên không trung, cuối cùng dừng ở trước mặt một tòa cung điện bỏ hoang vô cùng rộng lớn. Trên cung điện bỏ hoang lưu quang lập lòe, hiển nhiên là có bố trí trận pháp phòng cấm cường lực. Voi yêu mở ra trận pháp phòng cấm, dẫn Cố Thành Phong đi vào. Sau khi đi vào, Cố Thành Phong phát hiện bên trong bị bố trí giống như nhà giam, chia làm một gian phòng, ước chừng có mấy chục cái. Mỗi gian phòng bị trận pháp ngăn cách, bên trong còn nhốt một người. Cố Thanh Phong nhìn về phía người gần nhất, trên cửa phòng có khắc chữ Bảo Thể Đại Điện. Hắn chú ý thấy, mỗi phòng phía trên đều được khắc bằng chữ, tất cả đều là một loại tên thể chất. Tiên Thiên Đạo Thể, Ngọc Cốt Linh Thể,
tinh thần chiến thể, tam dương chính thể, mà người bên trong tất cả đều gần như trần truồng, đầu tóc rối bù, tóc tai bù xù, tóc rất dài, bất luận là nam nữ, tóc căn bản đều dài hơn một thước, tất nhiên là rất lâu không có cắt tóc. Trên người những người này tràn đầy vảy máu đỏ sậm đến đen, căn bản không thấy rõ dung mạo. Nam nhân càng đừng nói tới, râu ria hầu như che khuất cả khuôn mặt, trông như dã nhân. Trên cổ mỗi người còn buộc dây xích hàn thiết, đầu kia của xiềng xích được cố định trên tường bên trong phòng, giống như súc vật. Trong nhà giam phóng mắt nhìn ra, bầu không khí nặng nề, trong mắt mỗi người tràn ngập tê dại, giống như là con rối gỗ bị rút đi linh hồn. Đó là một loại gần như tuyệt vọng chết lặng. Nhìn thấy màn này, sắc mặt Cố Thành Phong sa sầm xuống. Hắn rất rõ ràng những người này là ai, nhốt ở chỗ này làm cái gì. Bọn họ đều là cường giả thần cảnh, có thiên mệnh dị thể trong cảnh giới, là tuyệt thế thiên kiêu của thanh giới, cường giả đứng đầu. Nhưng bây giờ lại trở thành gia súc thánh tộc, giống như heo chó bị trói lại, mỗi ngày cắt thịt đi bán. Cho đến giờ này khắc này, Cố Thành Phong mới cảm thấy thật sâu. Bình thường mình đối đãi yêu ma quá mức thiện lương, vẻn vẹn chỉ ngược đãi mấy canh giờ rồi giết. So với thánh tộc, mình được xưng là thánh nhân, cũng không quá đáng. Dùng lòng tốt đối xử với kẻ thù, điều này là xấu, phải sửa. Vừa hay yêu ma trong không gian dị độ cũng không ít, về sau lại bắt toàn bộ thánh tộc vào, chờ có việc để cho bọn họ đi ra thay mình chiến đấu. Lúc không có việc gì, liền mỗi ngày tháo một ít ngà voi các loại đi bán, thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt cũng vô cùng tốt. Thánh tộc không phải thích nuôi nhốt nhân tộc thanh giới bán lấy tiền sao? Vậy mình liền nuôi nhốt thánh tộc bán lấy tiền. Điều này là lẽ thường, hoàn toàn hoàn cốt chủ. Cởi bỏ toàn bộ phòng cấm. Cố Thành Phong ra lệnh, vợ yêu vội vàng ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh thôi đã rút đi toàn bộ trận pháp phòng cấm. Nhưng mà kỳ quái chính là sau khi trận pháp phòng cấm tiêu tán, những người trong phòng kia lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí không hề phản ứng, giống như đã chết. Cố Thành Phong nhíu mày, đi vào một gian phòng, nhìn vị dã nhân nằm ở góc tường kia, vươn tay lắc lắc trước mắt hắn ta. Kết quả lại phát hiện đối phương hai mắt vô thần, hai mắt thậm chí cũng không có tập trung, hoàn toàn bộ dáng một cái xác không hồn, ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động chút nào, chỉ có môi không ngừng run rẩy, không ngừng nỉ non. Cố Thành Phong cúi người xuống, lúc này mới nghe rõ đối phương nói cái gì. Giết ta đi, giết ta đi. Có nghe ta nói gì không? Người đàn ông không phản ứng, như thể chỉ nói được câu này. Lúc này voi yêu nói, đại bộ phận người ở đây cơ bản bị nhốt mấy trăm ngàn năm, linh trí đã tiêu tán, cũng như xác sống vậy. Voi yêu vừa nói xong, vừa nhìn trộm sắc mặt Cố Thành Phong. Nhưng mà trên mặt Cố Thành Phong chỉ có bình tĩnh nhưng tịnh mịch. Cố Thành Phong nhìn chăm chú người nọ thật lâu, bỗng dưng hắn động đậy rồi. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kình phong đánh vào người nọ. Lập tức thân thể người nọ sụi lơ, đầu nghiêng một cái, chết luôn. Chết rất an tường, thậm chí khóe miệng dường như còn mang theo một ý cười giải thoát. Sau đó Cố Thành Phong như cỗ máy được lập trình, lần lượt đi qua mỗi một gian phòng, trước tiên thăm dò đối phương còn thần trí hay không. Nếu như không có, liền giúp hắn ta giải thoát. Đi một vòng rồi phát hiện những người này cơ bản đều mất đi thần trí. Dù sao thánh tộc 100 năm hạ giới một lần. Nói cách khác, người nơi này ít nhất cũng bị tra tấn 100 năm. Người có triệu chứng tốt nhất, tuy rằng còn thần trí nhưng đã điên rồi. Chỉ biết không ngừng dùng đầu đập tường, muốn tự sát. Những lực lượng toàn thân bị phong ấn, giống như người bình thường, cường độ thân thể vẫn là cường độ thần cảnh như trước. Căn bản không cách nào tự sát thành công. Thất khiếu linh lung thể ở đâu? Thất khiếu linh lung thể có giá tặng ngộ tính, vô cùng chân quý, cho nên đặt ở tầng thứ hai. Đưa bản tôn đi tầng thứ hai. Vâng, chủ nhân. Một lát sau, Cố Thành Phong đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai chỉ có một phòng giam bị giam giữ đơn độc.
Bên ngoài phòng khắc chữ Thất Khiếu Linh Lung Thể, bên trong cũng có một người nằm, tóc tai bù xù che lấp dung mạo, hai mắt tĩnh mịch, cả người tản ra một mùi thối nát. Người này không giống những người khác ở chỗ ngực hắn có một cái lỗ máu thật lớn, trong lỗ máu trống rỗng, không thấy trái tim. Xung quanh lỗ máu còn có không ít chồi thịt chậm rãi sinh sôi khép lại. Cố Thành Phong biết người này chính là nhạc phụ của mình, chỉ là nhìn bộ dáng của ông ta, hình như thần trí cũng sớm tiêu tán. Trái tim đâu? Vợ yêu nghe Cố Thanh Phong bình tĩnh nói, không biết vì sao luôn cảm giác nhiệt độ chung quanh hình như giảm xuống vài độ. Thất Khiếu Linh Lung Thể, chân quý nhất chính là trái tim, được xưng là Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Cho nên bình thường, sau khi trái tim phát triển tốt, sẽ bị moi đi. Moi ở chỗ này? Cố Thanh Phong mặt không chút thay đổi, nói, hắn muốn tìm lại trái tim, như vậy phục hồi sẽ nhanh chóng. Không ở chỗ này, đều là ở bên ngoài, bởi vì còn đang đập thì hiệu quả tốt nhất. Cố Thanh Phong im lặng, hiện tại hắn xem như biết vì sao nhạc phụ có thể truyền tri thức thượng giới cho Thương Tâm Nghiên. Thì ra là thừa dịp bị đưa ra bên ngoài để moi trái tim, lén học được. Mở trận pháp ra. Vâng, chủ nhân. Sau khi trận pháp mở ra, Cố Thanh Phong đi vào, ngồi xổm xuống, nhìn về phía nhạc phụ của mình. Nhạc phụ giống như thấy cái xác không hồn, không nhúc nhích. Còn nghe thấy không? Nhạc phụ không trả lời, vẫn không nhúc nhích. Cố Thanh Phong thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đến trễ. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, Thương Ngạo Bạch. Đây là tên của nhạc phụ, vẫn không có phản ứng. Thương Tâm Nghiên. Ba chữ này vừa nói, Thương Ngạo Bạch liền động đậy, thân hình giống như điều khắc khẽ run lên, đồng tử dần dần tập trung, hai mắt khôi phục một chút thần thái. Nghiên, Nghiên, Nghiên Nhi. Một giọng nặng nề khàn khàn, giống như tiếng của hai khối xương khô, ma sát từ trong miệng Thương Ngạo Bạch phát ra. Ông ta ngẩng đầu lên, trong hai mắt tỏa ra hai đạo thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thành Phong, nói, ngươi là ai? Tại sao lại biết tên Nghiên Nhi? Chẳng lẽ nó cũng bị bắt tới đây? Cố Thành Phong hơi cả kinh, lúc này hắn mới phát hiện, thì ra tất cả biểu cảm lúc nãy của Thương Ngạo Bạch đều là giả bộ. Ông ta không có mất đi thần trí, thậm chí vô cùng thanh tỉnh. Trạng thái lúc trước tất nhiên là dùng bí pháp tự phong gì đó. Mãi đến khi nghe được ba chữ Thương Tâm Nghiên, lúc này mới thoát ra từ trong trạng thái tự phong. Trách sao ông ta có thể tìm được cơ hội truyền lại tri thức thượng giới cho Thương Tâm Nghiên. Ông ta không bao giờ tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Phong trầm ngâm nói, nhạc phụ, con là Cố Thanh Phong, là con rể của người. Nghiên Nhi rất khỏe, còn ở thành giới. Thương Ngạo Bạch nhất thời sừng sốt. Con rể? Ông ta lại nhìn voi yêu đứng ở một bên, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ hoài nghi. Cố Thanh Phong tiếp tục giải thích, con cũng là người thanh giới, cách đây không lâu đã thành hôn với Nghiên Nhi, hôm nay chính là đặc biệt đến thượng giới cứu người. Về phần con voi yêu này, không cần lo lắng, nó đã nhận con làm chủ. Nói xong, Cố Thanh Phong lại quay đầu nói với voi yêu, chỉ còn một cây ngà voi. Bẻ ngà xuống, chứng minh cho nhạc phụ ta thấy đi. Voi yêu chớ dám không nghe theo, cắn răng nhẫn tâm, trực tiếp bẻ gãy một cây ngà voi còn lại. Phụt! Máu tươi giống như đài phun nước phun ra từ chỗ ngà voi bị gãy của hắn ta. Thương Ngạo Bạch hoàn toàn ngây dại, hiển nhiên đối với một màn trước mắt không có phản ứng kịp. Có điều lúc này, Cố Thanh Phong đã một trường đập nát xiềng xích, đỡ Thương Ngạo Bạch từ trên mặt đất dậy. Nhạc phụ, hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Hiện tại mau đi theo con. Cố Thanh Phong nói xong, liền đỡ ông ta bay về phía thông đạo xuyên biên giới. Hắn muốn đưa Thương Ngạo Bạch về thanh giới trước, bởi vì hắn không biết Thiên Tượng Lão Tổ dù có coi trọng Thất Khiếu Linh Lung Thể đến mấy, cũng sẽ không phải bởi vậy mà xuất quan. Ngộ nhỡ nếu cường thế tập kích, đánh nhau, nhạc phụ lại bị ảnh hưởng, vậy thì có thể... Về phần vì sao không để Thương Ngạo Bạch ở không gian dị độ, rất đơn giản, bởi vì bên trong có quá nhiều nữ yêu tinh, nếu như bỏ vào đó, khác gì dẫn nhạc phụ đi KTV ôm gái chứ.
Trước thông đạo xuyên biên giới, lúc này nguyên thạch trên trận pháp đã bắt đầu ảm đạm. Tất nhiên lực lượng trong đó không duy trì được bao lâu. Nhạc phụ, người về thanh giới trước, có chuyện gì chờ con trở về rồi nói sau. Thương Ngạo Bạch lúc này đầu vẫn đầy sương mù, chả hiểu gì, nhưng cũng hiểu đại khái người trước mắt này chắc là con rể của mình đến cứu mình. Bởi vì thánh tộc không cần phải tốn nhiều công sức như vậy lừa gạt chính mình. Mặc dù ta không biết ngươi có chỗ dựa gì, nhưng thánh tộc có thể đối phó thần đan cảnh cũng không có nghĩa là có thể đối phó với thiên tượng lão tổ. Thiên tượng lão tổ thực lực sâu. Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, nhạc phụ, con tự có biện pháp, người yên tâm, con sẽ không để Nghiền Nhi thủ tiết. Thương Ngạo Bạch nhìn Cố Thanh Phong thật sâu, ông ta biết hiện tại không phải lúc lôi thôi, cuối cùng nặng nề gật gật đầu, không có ngăn trở, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này Cố Thanh Phong vội vàng từ trong không gian dị độ thả ra một con yêu ma thần cảnh, cũng để cho hắn chăm sóc cho Thương Ngạo Bạch. Dù sao lúc này Thương Ngạo Bạch thân mang trọng thương, lực lượng còn chưa khôi phục, quá mức yếu ớt. Sau khi làm tất cả mọi thứ, bọn họ liền đi mất. Theo trận pháp quang mang sáng lên, thân ảnh Thương Ngạo Bạch biến mất không thấy, mà nguyên thạch trên trận pháp cũng theo lúc này truyền tống mà lực lượng hao hết, triệt để mất đi sáng bóng, hóa thành bột phấn, theo gió mà biến mất. Các lối đi xuyên biên giới cũng đóng lại. Mắt thấy thông đạo không còn, Cố Thanh Phong cũng không kinh hoàng, hắn cũng không lo lắng mình có thể trở về hay không. Thông đạo đóng lại thì mở ra là được. Chờ giải quyết thiên tượng lão tổ, chuyện trở về thanh giới này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện thiên tượng lão tổ cũng không có xuất hiện, tất nhiên còn đang bế quan. Cố Thanh Phong cũng không cho rằng việc mình làm bây giờ có thể gạt qua thiên tượng lão tổ, nhưng đối phương lại không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ luyện hóa thành giới thiên đạo thật sự đã đến thời điểm quan trọng. So với những chuyện khác cũng chỉ có thể xem là chuyện nhỏ. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, dù sao thực lực của đối phương bày ở nơi đó, cả thành giới đều là đồ chơi trong tay ông ta, một chút động loạn mà thôi, sớm giải quyết muộn giải quyết cũng như nhau. Dẫn bản tôn đến nơi thiên tượng lão tổ bế quan. Vâng chủ nhân. Voi yêu ôm vết đứt ngà không ngừng phun máu đáp lời. Một lát sau, một người một yêu dừng lại trước một tòa cung điện, đứng ngược giữa không trung. Chủ nhân, thiên tượng lão tổ ở đây bế quan. Cố Thanh Phong gật gật đầu, lập tức ném voi yêu vào không gian dị độ, bắt đầu phát sóng trong không gian. Không gian dị độ cho hắn khống chế, hắn giống như ông trời của không gian dị độ, tùy ý nói vài tiếng đã có thể truyền khắp mỗi một góc. Các bạn nhỏ, mở tiệc thôi. Hôm nay để cho các người nhấm nháp hương vị của thánh tộc thượng giới. Một đầu thánh tộc chắc cũng đủ ăn rồi chứ. Bản tôn sẽ cho thêm các ngươi một đầu. Tiểu Thi Mị, ngươi lên làm chủ cho trận thịnh yến này. Nhớ kỹ, đừng giết chết. Chờ sau khi hắn phát triển nữa, còn có thể tiếp tục ăn. Vốn dĩ tiến vào không gian dị độ đang vẻ mặt ngây thơ, không có ngà, nghe được những lời này, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Hắn ta nhìn thấy tượng điền đang bị vô số yêu ma gặm nhấm, lại thấy được một đám yêu ma mắt bốc lên lục quang, không ngừng vây quanh mình. Nội tâm bối rối vô cùng, hắn ta lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà cũng không có người bao vây hắn ta, hơn nữa còn không dám phản kháng, bởi vì cãi lời mệnh lệnh của chủ nhân, bị trừng phạt so với bị ăn còn thảm hơn gấp trăm lần. Lúc này một con yêu ma gần nhất đã nhịn không được sự hấp dẫn, nhào tới, một ngụm cắn vào trên chân voi mập mạp. À, voi yêu kêu thảm thiết, cũng không dám phản kháng. Yêu ma còn lại thấy thế, nhào về phía voi yêu. Đột nhiên trong đám yêu ma nổi lên biến hóa, chỉ thấy một đám yêu ma nhào nhường đường. Một vị nữ tử yêu diễm chí cực, chân trần, lộ ra đôi đùi tròn, trắng như tuyết đi tới. Môi đỏ tươi như máu, trong mắt hiện ra hào quang tà dị thị huyết, chính là Tiểu Thi Mị. Tiểu Thi Mị liếm liếm đôi môi mềm mại, khóe miệng mang theo một nụ cười nguy hiểm, cực kỳ giống Hoa Anh Túc, xinh đẹp lại chí mạng. Nàng tham lam nhìn chằm chằm voi yêu,
kêu thảm thiết, lại nhìn nhìn mấy con yêu ma còn không biết thức thời, vẫn đang gặm nhấm không kiêng nể gì, nhất thời nhớ mày, trong mắt phát lạnh. Không phần tôn ti trật tự. Dệt! Tiểu thi mị vung tay ngọc lên, một đạo huyết sắc phi luyện chợt hiện ra, lập tức mấy con yêu ma còn đang gặm nhấm đều biến thành một bãi huyết vụ. Tham lam trong lòng chúng yêu trong nháy mắt nguội lạnh, vô cùng sợ hãi nhìn thi mị giống như nữ vương. Tiểu thi mị mỉm cười, khinh thường nhìn một đám yêu ma, cho dù trong đó có không ít thần cảnh, nhưng thái độ của nàng lại giống như đối đãi với nô bộc vậy. Bạch Hồ, Thanh Lân, hai tiện tỷ các ngươi lấy cho bổn cung một ít huyết dịch trước, sau đó tùy bọn ngươi ăn. Nhớ kỹ, đừng cắn chỗ yếu hại, nếu ai phạm vào kiêng kỵ, đây chính là kết quả. Bạch Hồ Hoàng hậu cùng Thanh Lân công chúa vội vàng nghe theo phân phó của tiểu thi mị, đi lấy máu voi yêu. Hai người không còn cao ngạo như trước nữa, hiển nhiên trong khoảng thời gian này bị tiểu thi mị chỉnh rất tốt. Hai người các nàng sớm đã nhận mệnh, ai bảo đối phương là người tâm phúc trước mặt chủ nhân. Mặc dù hai người tự nhận tư sắc không tệ, nhưng cũng phải xem là ai so sánh. Dù sao thứ mà các nàng có, thi mị tất cả đều có. Các nàng không có, thi mị còn có. Các nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị một thi mị dẫm lên đầu. Loại đề dài yêu ma như thi mị này, sức chiến đấu kém, sẽ một tay huyễn hóa chi thuật. Nhưng cũng chính bàn tay này làm cho nàng thành trên vạn yêu dưới một người. Kỳ thật, thuật biến hóa của nàng cũng biết, nhưng đó đều là thủ thuật che mắt, không giống với thuật huyễn hóa của thi mị. Đó là thiên phú chủng tộc của người ta, biến hóa thật sự từ trong ra ngoài. Thi mị là yêu ma đề dài không sai, nhưng vô cùng thưa thớt, chỉ vì điều kiện hình thành hà khắc, nhất định phải là trời sinh mị cốt, và lại xử nữ sinh ra khi giờ âm, tháng âm, năm âm, hàm oán mà chết. Và lại sau khi chết, bị chôn ở nơi cực âm, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể thành. Cái gọi là đê dai chỉ là bởi vì sức chiến đấu yếu, cho nên bị phân thành đê dai. Cố Thanh Phong nhìn cung điện treo ngược trước mắt, không chút do dự, từng bước tiến vào cung điện. Sâu trong cung điện, một gian thạch thất đóng chặt. Cố Thanh Phong đứng ở trước cửa, liền cảm thấy có gì đó tản ra từ trong khe cửa. Bùm! Hắn một cước đá văng cửa đá, đi vào bên trong. Đập vào mắt chính là một vị lão già, tóc bạc, mặc hắc bào, có đôi mắt chìm ưng âm u. Lão già khoanh chân ngồi ngay ngắn trên hư không, trước người phiêu phủ một đạo ngọc điệp không ngừng xoay tròn. Ngọc điệp kia rất là kỳ dị, giống như không có thực thể, do ánh sáng tạo thành. Toàn thân đen, hắc khí quấn quanh, trên đó tản ra vô số đạo vận. Mà chính trung tâm của ngọc điệp còn lại một chút ngân mang, đang khổ sở dãy giụa, giống như sắp bị hắc khí thôn phệ hết tất cả. Cố Thanh Phong nhìn một màn trước mắt này, trong mắt tản ra một tia kỳ dị. Người chính là thiên thượng lão tổ. Không ngờ được luyện hóa thiên đạo lại là chuyện quan trọng như vậy. Ngay cả trận pháp phòng ngự cũng không bố trí một cái sao. Nét mặt của thiên tượng lão tổ bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, nói: dân tộc các ngươi khóa cửa là vì phòng ngừa trộm cắp hay là vì phòng ngừa kiến vào nhà? Ha ha ha, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Thú vị, thật sự là thú vị. Thật lâu không gặp được yêu ma dám giả ích trước mặt bản tôn như thế. Nói về giả ích, Cố Thanh Phong đời này còn chưa từng phục ai. Vô chi. Thiên tượng lão tổ lắc đầu, chỉ thấy tiện tay chỉ một cái, một đạo hắc mang dài nhỏ đen như mực, cực nhanh, bắn về phía Cố Thanh Phong. Sau đó thiên tượng lão tổ liền không chú ý tới Cố Thanh Phong, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thành giới thiên đạo. Hắc mang ra thân, trong nháy mắt biến mất, thẩm thấu vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh! Vật chủ bị thiên tượng lão tổ công kích, tu vi cộng 10 triệu, cộng 10 triệu, cộng 10 triệu, cộng 10 triệu. Cố Thanh Phong chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ở trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Chân nguyên giống như thủy triều dâng lên, không ngừng tăng lên. Thần hồn cảnh nhị trọng thiên, thần hồn cảnh tam trọng thiên. Một tia mừng như điên xuất hiện trong mắt Cố Thanh Phong.
Không hổ là cường giả thiên nhân cảnh, vẻn vẹn chỉ tiện tay một kích, rõ ràng không có vận dụng quá nhiều lực lượng, đã khiến cho mình liên tục thăng hai cấp. Nếu như toàn lực ra tay, vậy thì phải có quang cảnh cấp nào? Công kích gập ghềnh không chịu nổi cỡ nào chứ, vì sao có thể yếu đến mức này? Thiên Tượng lão tổ nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn về phía Cố Thanh Phong còn nguyên vẹn, vẻ mặt kinh ngạc, dường như đang kinh ngạc Cố Thanh Phong vì sao không chết. Theo lý mà nói, đối phương chắc là theo một kích này của mình mà bị tiêu diệt, nhưng tại sao? Lúc này chỉ nghe Cố Thanh Phong bập người nói: "Không ngờ được, con kiến hồi thiên nhân cảnh nhỏ nhoi của thượng giới cũng dám ra tay với bản tôn, thật sự không biết sống chết." Thiên Tượng lão tổ nghe vậy hoàn toàn ngẩn người, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Nhỏ nhoi, thượng giới, thiên nhân cảnh, còn kiến, sao mà những từ này liên kết được với nhau vậy? Thiên Tượng lão tổ nhíu mày, trong lòng ngập tràn nghi hoặc, vì sao nhân loại trước mắt này còn chưa qua thần hồn cảnh, thế mà lại có thể ngăn cản được một ngón tay của ta? Bỗng dưng Thiên Tượng lão tổ lại lần nữa ra tay, cũng vẫn là một ngón tay, nhưng một ngón tay này rõ ràng động một chút chân cách. Theo ngón tay của ông ta chỉ ra, năng lượng ba động cường hoành làm cho không gian chung quanh mơ hồ chấn động. Bùm! Lại là một đạo hắc mang đâm vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh! Vật chủ bị Thiên Tượng lão tổ công kích, tu vi cộng 100 triệu, cộng 100 triệu, cộng 100 triệu. Mẹ kiếp! Hơn 100 triệu! Cố Thanh Phong mừng như điên, lập tức tu vi điên cuồng tăng vọt. Thần hồn cảnh tứ trọng thiên, thần hồn cảnh ngũ trọng thiên, thần hồn cảnh lục trọng thiên. Tu vi ước chừng tăng vọt đến thần hồn cảnh lục trọng thiên mới khó khăn lắm mà ngừng lại. Ê! Thiên Tượng lão tổ vẫn luôn nhìn chăm chú Cố Thanh Phong, phát ra một tiếng ể. Dân tộc, thân thể của ngươi thật cổ quái, còn có thể hấp thu toàn bộ lực lượng của bổn tọa. Cố Thanh Phong nghe vậy cả kinh. Đây là lần đầu tiên có yêu ma có thể chú ý tới phương thức vận hành hệ thống. Hệ thống giống như một bộ chuyển đổi, có thể hấp thu lực lượng công kích của yêu ma, chuyển hóa cho vật chủ. Không hổ là thiên nhân cảnh, nhãn lực này quả nhiên bất phàm. Mẹ kiếp, chủ yếu là hệ thống rác rưởi. Hệ thống rác rưởi, sao tùy tiện một yêu ma thượng giới là có thể nhìn thấu phương thức vận hành của ngươi? Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên đúng lúc. Hệ thống này không bao giờ ẩn cách hoạt động. Mẹ kiếp! Cố Thanh Phong thầm mắng một tiếng, không ngờ hệ thống cũng rất biết giả ích. Thôi bỏ đi, nhìn thấu thì nhìn thấu, dù sao đối mặt với yêu ma, ta vô địch. Ngươi tùy ý, chỉ nhìn thấu thì có ích lợi gì? Nhân tộc, đây đại khái chính là chỗ dựa của ngươi sao? Bất quá coi như là có thể hấp thu công kích của bổn tọa, thì như thế nào? Bất kỳ sự hấp thụ nào cũng đều có giới hạn trên, không phải là vô tận. Để xem giới hạn của ngươi ở đâu. Thiên Tượng lão tổ cả đời trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đối mặt với tình huống cổ quái như Cố Thanh Phong, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không để ở trong lòng. Thể chất có thể hấp thu năng lượng rất nhiều, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí ông ta còn từng nhìn thấy người có thể hấp thu năng lượng gấp 10 lần bản thân. Đối phó với loại thể chất này, cung cấp bậc rất khó giải quyết, nhưng một khi cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, chống đỡ cũng có thể diệt được đối phương. Cho dù người là vực sâu trăm trượng, đối mặt với biển cả mênh mông cũng sẽ bị đổ đầy. Cố Thanh Phong nở nụ cười, lúc này hắn thậm chí còn có tâm trạng nói giỡn với hệ thống. Này hệ thống, yêu ma này nói muốn nhìn cực hạn của ngươi. Hệ thống, tùy thôi. Bụp, đó là âm thanh của không khí bị đâm thủng. Thiên Tượng lão tổ lần thứ hai ra tay, vẫn chỉ một ngón tay. Dường như Cố Thanh Phong cũng không đáng để ông ta vươn ra một ngón tay khác. Chỉ có điều một ngón tay này hoàn toàn không giống với hai ngón tay lúc nãy. Một ngón tay đưa ra, phía sau lại xuất hiện hư ảnh, nhàn nhạt. Thân ảnh kia cao to vạm vỡ, giống như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cả thiên địa đều bị lấp đầy. Một ngón tay kia chậm rãi đi về phía Cố Thanh Phong, rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng lại làm cho nhân sinh sinh ra một loại cảm giác
tránh không thể tránh, trốn không thể trốn. Giống như trong thiên địa, thậm chí giữa vũ trụ tinh không đều bị một ngón tay này xuyên qua. Bóng ngón tay phóng đại vô hạn trong mắt Cố Thanh Phong càng ngày càng gần, một cỗ cảm giác vô lực nhỏ bé mà hùng tráng vươn tay nghiền chết cả con kiến tự nhiên sinh ra. Tất nhiên đó là đối với người khác. Đối với Cố Thanh Phong mà nói, yêu ma càng mạnh, đánh càng ác, hắn càng hưng phấn. Ầm! Một ngón tay khích chúng, tất cả vật chất chung quanh Cố Thanh Phong, hết thảy bụi bặm, thậm chí không khí đều bị tiêu diệt. Nhưng duy chỉ có bản thân hắn, giống như ngôi sao cổ xưa không thay đổi, mặt trời treo cao 9 ngày, vĩnh hằng bất diệt. Đinh! Ký chủ bị thiên tượng lão tổ công kích, tu vi cộng 1 tỷ, cộng 1 tỷ, cộng 1 tỷ, cộng 1 tỷ. Ầm! Tu vi trong cơ thể Cố Thanh Phong nổ tung, có thể so với núi lửa phun trào, tăng vọt. Thần hồn cảnh thất trọng thiên, thần hồn cảnh bát trọng thiên, thần hồn cảnh cửu trọng thiên, thần hồn cảnh đỉnh phong. Một ngón tay này rõ ràng đẩy Cố Thanh Phong lên thần hồn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước là có thể ngưng kết thần đan trong cơ thể, bước vào thần cảnh đan. Từ đó nuốt hạt thần đan vào bụng, mạng của ta là do ta quyết. Cố Thanh Phong mừng như điên, rõ ràng hắn đã phát hiện tu vi thế mà cũng còn đang gia tăng. Mẹ kiếp, tác dụng lớn như vậy sao? Xem ra thiên tượng lão tổ này là kìm nén muốn nhấn chìm mình mà. Ha ha ha, sảng khoái. Nhưng mà một lát sau, Cố Thanh Phong lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình lại bị kẹt bất động ở thần hồn cảnh đỉnh phong. Mặc dù lực lượng trong cơ thể vẫn luôn gia tăng, nhưng cảnh giới thì không tăng lên. Tình hình gì thế? Tại sao không ngưng tụ thần đan? Cố Thanh Phong suy tư một lát, hắn đã có đáp án. Mẹ kiếp, hóa ra mình không biết kết thành thần đan như thế nào. Thành giới học tập tất cả pháp môn, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Căn bản không có thần đan cảnh tu luyện công pháp. Vậy thì toang rồi, đây không phải lãng phí rồi sao? Kỳ thật cũng không tính là lãng phí, dù sao cảnh giới tuy rằng không có tăng lên, nhưng tu vi vẫn luôn tăng trưởng. Điều này cũng có nghĩa là gia tăng bề dày. Xem ra phải nhanh chóng học tập phương pháp từ thượng giới, bằng không làm sao đột phá. Về phần học tập như thế nào, Cố Thanh Phong bắn ánh mắt hướng về thiên tượng lão tổ. Loại yêu ma cấp bậc lão tổ này, cho dù không phải nhân tộc, chỉ sợ ít nhiều, cũng biết chút ít về phương pháp tu luyện dành cho nhân tộc. Một lát sau, thiên tượng lão tổ thu hồi ngón tay, nhìn về phía Cố Thanh Phong, lông tóc không chút hao tổn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ lẫn vui mừng. Đó là một loại ánh mắt vui mừng khi thấy cái mình thích. Sao người lại dừng lại? Chỉ có thế à? Cố Thanh Phong bất mãn nói, nhân tộc, trong cơ thể người có bí mật, cho dù bản tọa đã dùng ra lực lượng vượt xa thần hồn cảnh, nhưng người vẫn có thể hấp thu như thường. Đây đã không phải thể chất có thể giải thích. Bất luận thể chất nào cũng không có khả năng hấp thu lực lượng không giới hạn. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, không nghĩ tới lão tặc này tầm mắt cũng rất độc. Nếu không phải ông ta không biết hệ thống là vật gì, chỉ sợ đã sớm đoán ra đáp án chính xác. Có điều Cố Thanh Phong cũng không sao cả, chỉ là yêu ma mà thôi. Lão tử sẽ lật lá bài tẩy để đánh với người, người có thể làm gì chứ? Lực lượng vượt xa thần hồn cảnh, người không phải là thiên nhân cảnh sao? Nào để cho bản tôn mở mang tầm mắt, thấy được thiên nhân lực thật sự. Thiên tượng lão tổ lắc đầu, bổn tọa cũng rất muốn thử cực hạn của người, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại bổn tọa đang toàn lực luyện hóa thành giới thiên đạo, không cách nào vận dụng được phần sức lực lớn mạnh. Người cũng rất thành thật, cứ như vậy trắng trợn nói cho bản tôn hiện tại không cách nào vận dụng được phần lớn sức mạnh. Ha, con kiến hồi, có được chút sức mạnh thì vẫn là con kiến hồi thôi. Người cũng không thay đổi được gì. Còn nữa, thánh tộc mạnh nhất chính là thân thể thôi. Thiên tượng lão tổ nói xong, đột nhiên mặt biến hóa một trận, chỉ thấy mũi ông ta mạnh mẽ, duỗi dài ra, trở nên lớn hơn, dài và cứng hơn.
thế mà lại biến thành một cái mũi voi. Bùm! Một cái mũi voi hung hăng vươn ra, những nơi đi qua vạn vật bạo liệt, không gian kích động. Đùng! Mũi voi hung hăng quất lên người Cố Thanh Phong, sắc mặt Thiên Tượng lão tổ nhất thời biến đổi, bởi vì xúc cảm biểu hiện trên mũi nhìn không giống như chiếc mũi đang rút ra huyết nhục trong thân thể, mà là rút ra từ một tòa thần sơn không thể phá hủy. Lại bắn mũi của mình ra, hơn nữa không chỉ như thế, ông ta có thể rõ ràng cảm giác được luồng sức mạnh mà chiếc mũi tấn công mang tới lại bị đối phương hấp thu toàn bộ. Điều này làm cho Thiên Tượng lão tổ rất khiếp sợ. Phải biết rằng đây chính là công kích thân thể, chứ không phải là công kích năng lượng. Năng lượng công kích bị hấp thu thì thôi, nhưng vì sao thân thể công kích cũng bị hấp thu? Điều này thật sự là không hợp lý. Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, Thiên Tượng lão tổ đột nhiên nóng mắt. Trên người nhân tộc này nhất định có bí mật kinh thiên, bằng không chỉ là một kẻ yếu của thần hồn cảnh, làm sao có thể nhiều lần ngăn cản công kích của cường giả thiên nhân cảnh. Cho dù mình chỉ dùng một chút sức mạnh, điều này cũng đủ khiến người ta kinh người. Dù sao giữa hai cảnh giới này cũng không phải là chênh lệch tí tẹo, quả thực là khoảng cách giữa trời và đất. Nhất định phải có được bí mật này. Lúc này Thiên Tượng lão tổ chỉ cảm thấy mình quả nhiên là hồng vận đứng đầu. Đầu tiên là cơ duyên xảo hợp đạt được thiên đạo tiểu thiên thế giới, hiện tại lại khai quật được bí mật kinh thiên như thế. Quả nhiên là thời tới, muốn cản cũng không được. So với sự hưng phấn của Thiên Tượng lão tổ, Cố Thanh Phong hiện tại càng hưng phấn hơn, bởi vì bất diệt ma long thể của hắn lại lần nữa được nâng cấp, đã đạt đến trạng thái cực độ, cùng kỳ bất diệt ma long thể. Hơn nữa, thần tượng thể cũng đạt tới điểm tới hạn tiến giai, thiếu chút nữa hai loại thể chất này sẽ có thể song song bước vào tầng thứ cao hơn. Loại cảm giác đạt tới điểm tới hạn này, thiếu chút nữa là có thể tiến giai, làm cho người ta vô cùng ngứa ngáy, khó nhịn. Cố Thành Phong đã đói khát khó nhịn, hắn nhịn không được, một chút vắt kem đánh răng của Thiên Tượng lão tổ này. Giống như trước mặt là một cô nương mặc váy, mang tất đen, cao hơn mắt cá chân một chút, nhìn thấy làm cho người ta nôn nao gần chết. Hắn quyết định chủ động xuất kích, phá hỏng chuyện Thiên Tượng lão tổ luyện hóa thành giới thiên đạo. Như vậy không phải ông ta sẽ có thể ra tay. Hoàng cực kình thế quyền. Đối mặt với cường giả vượt qua mấy đại cảnh giới của mình, Cố Thanh Phong ra tay chính là toàn lực một kích. Dưới sự dẫn dắt của hoàng cực kình thế quyền, tu vi trong cơ thể bộc phát, thần hồn lực bộc phát, thân thể lực bộc phát, ba đạo đồng loạt, tinh khí thần toàn diện cực hạn bộc phát. Một quyền này trước mắt Cố Thanh Phong có khả năng đánh ra một quyền mạnh nhất. Ầm, đùng. Hư ảnh ma long cùng thần tượng nhất thời hiện ra, cùng kêu vang chấn triệt thiên địa. Một quyền đánh ra, không khí tầng tầng lớp lớp nổ tung, không gian không ngừng chấn động, cả tòa cung điện đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Đối mặt với một kích này, trong mắt Thiên Tượng lão tổ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng thân hình của ông ta vẫn chưa nhúc nhích, vẹn vẹn vùng mũi liền nghênh đón một quyền mạnh nhất của Cố Thanh Phong. Ầm! Lực lượng ba động mạnh mẽ trong nháy mắt đã tiêu diệt cả tòa cung điện. Đinh! Thần tượng thể thăng cấp, bất diệt ma long thể tăng cấp. Phát hiện hai bên có thể dung hợp tăng cấp, xin hỏi có dung hợp hay không? Dung hợp. Cố Thanh Phong bị vây trong cơn bão năng lượng, tâm niệm vừa động, nói. Đinh! Đang dung hợp thành công. Xin chúc mừng ký chủ đã giành được chấn ngục lòng tượng thể. Mũi voi của Thiên Tượng lão tổ lại bị văng ra. Không chỉ như thế, ông ta lại cảm thấy một tia đau đớn. Điều này làm cho Thiên Tượng lão tổ rất kinh ngạc. Thế mà còn có thể phản thương, nhân tộc này rốt cục là có bí mật gì? Lúc nãy ông ta vẫn tùy ý công kích, lực phản thương rất nhỏ, không dễ phát hiện. Nhưng lần này nghiêm túc hơn chút, liền lập tức cảm giác được điểm không bình thường. Không chỉ có thể phản thương, hơn nữa thực lực của lần này lại càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ hắn hấp thu lực lượng của bổn tọa hóa thành của mình? Nghĩ đến đây, đồng tử Thiên Tượng lão tổ khẽ co lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong càng thêm tham lam. Nhân tộc
Ngươi đang hấp thu lực lượng của bổn tọa. Thiên tượng lão tổ mặc dù hỏi một câu, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, không ngờ được, thư này sống mấy ngàn năm thật sự không vô ích, thoáng cái đã thăm dò rõ ràng. Có điều hắn cũng không sợ, vậy thì lật bài thôi. Ầm! Cố Thanh Phong thoải mái gầm lên một tiếng. Rất tốt! Nhân tộc, ngươi thành công khơi dậy hứng thú của bổn tọa rồi. Cố Thanh Phong nghe được những lời này, trong nháy mắt một trận ác hàn. Trong đầu không tự chủ được, hiện ra một vị tổng tài bá đạo, áp sát một thiếu nữ xinh đẹp, khẽ khẽ nâng cằm đối phương, nói, nữ nhân, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta. Thiên tượng lão tổ cũng không biết, trong bộ não của Cố Thanh Phong đang nghĩ gì, tiếp tục nói, bổn tọa hiện tại không thể vận dụng phần lớn sức mạnh, quả thật không làm gì được ngươi. Đã như vậy thì bổn tọa đành phải nhốt ngươi trước, đợi sau khi thiên đạo luyện hóa thành, sẽ từ từ nghiên cứu bí mật của ngươi. Nói xong, thiên tượng lão tổ vùng năm ngón tay lên, trên mỗi ngón tay đều xuất hiện ngũ hành ba động khác nhau. Ngũ hành vòng cấm! Vụt! Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực từ trên ngón tay ông ta lóe ra, ở trên không trung đan xen thành trận, hóa thành một đạo quang lao ngũ sắc, vây kín Cố Thanh Phong lại. Cố Thanh Phong nhìn ngũ hành phong cấm, không khỏi nở nụ cười. Lấy ngũ hành phong cấm kiềm chế ngũ hành thần thể, không thể không nói đây là yêu tài. Lập tức vươn ra một ngón tay, chỉ về phía ngũ hành phong cấm. Thiên tượng lão tổ thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt nói, ngũ hành phong cấm chính là thượng giới chỉ pháp, ngũ hành thành trận, tự động lưu truyền, sinh sôi không ngừng, dựa vào lực lượng của ngươi, muốn phá giải, quả thực... ầm! Một tiếng vàng nhỏ cắt đứt lời nói của thiên tượng lão tổ, đó là âm thanh từ ngũ hành phong cấm truyền ra, chỉ thấy quang lao từ ngón tay Cố Thanh Phong, đụng chạm, bắt đầu nghiền nát, giống như gương bị đánh nát. Cố Thanh Phong chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, dễ như trở bàn tay. Người đang muốn nói, từ này sao? Thiên tượng lão tổ sừng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm quang hoa ngũ sắc trên người Cố Thanh Phong, thốt ra nói, ngũ hành thân thể, cũng coi như biết nhìn hàng. Cố Thanh Phong bình tĩnh khen ngợi. Thiên tượng lão tổ cũng không thèm để ý lời chào phúng của Cố Thanh Phong, ngược lại tự mình nói, không thể tưởng tượng được, ngươi không chỉ có được thể chất long tượng cổ quái, lại còn có ngũ hành thân thể, thể chất song song. Loại này cho dù là ở thượng giới cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ là người hạ giới thật sự không có khả năng có được. Rốt cục là bí mật kinh thiên động địa cỡ nào mới có thể sinh ra tạo hóa loại này. Bổn tọa thật sự đối với người càng ngày càng có hứng thú. Bổn tọa vốn tưởng rằng thành giới có giá trị nhất chính là thiên đạo, lại chưa từng ngờ được có dị số như người. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian luyện hóa thiên đạo sao? Bản tôn ngược lại muốn ngăn cản ngươi. Cố Thanh Phong nói xong liền bắt đầu nắm tay xúc lực, chuẩn bị lại một kích hoàng cực kinh thế quyền. Ai ngờ thiên tượng lão tổ lại lắc đầu, nhân tộc không nên quá coi trọng mình, đối phó ngươi còn không cần kéo dài thời gian. Nếu ngũ hành phong cấm không phong được ngươi, vậy chiêu này thì sao? Phong cấm cản khôn. Trong nháy mắt, thiên địa lực bắt đầu sôi trào kích động. Một đạo quang trụ từ trong hư không sinh ra, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Cố Thanh Phong trong đó. Cũng nhiều trò quá rồi đó. Cố Thanh Phong chửi bới một câu, lập tức trực tiếp mở đồng tử phá vọng, bắt đầu tìm chỗ yếu ớt trong phong cấm cản khôn. Đối với loại năng lượng phong cấm này, trận pháp các loại, hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Loại trận pháp phong cấm này nói cho cùng chính là vận dụng năng lượng lưu truyền. Năng lượng giống như dòng nước,
trận pháp chính là thác nước rơi từ cao xuống. Người bình thường nhìn cảm giác thác nước là một chỉnh thể, nhưng dùng đồng tử phá vọng để nhìn, đó chính là vô số giọt nước tạo thành, trong đó có nơi nước nhiều, có chỗ nước ít, thậm chí có khoảng còn không có nước. Đương nhiên loại trận pháp cao cấp này tất nhiên không có khả năng không có nước. Nơi mà nước ít, thủy mạc tất nhiên sẽ bạc nhược. Đây chính là chỗ mà trận pháp yếu nhất. Mà điều Cố Thanh Phong cần làm chính là đánh vỡ chỗ yếu nhất của trận pháp. Như vậy tất nhiên sẽ dễ dàng phá trận. Cố Thanh Phong một quyền đánh ra chỗ yếu của phong cấm. Phong cấm Càn Khôn trong nháy mắt kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ. Ôi! Không hổ là thủ bút của thiên nhân cảnh, ngay cả chỗ yếu nhất của trận pháp cũng cứng rắn như vậy. Một quyền cũng không vỡ, vậy thì thêm một quyền nữa. Thiên Tượng Lão Tổ bên ngoài nhìn thấy một màn này, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có trùng hợp như vậy không? Vì sao người này tiện tay một quyền liền đánh vào chỗ yếu nhất của phòng cấm? Chắc là trùng hợp. Phòng cấm cũng không phải là nhất thành bất biến, mà thời khắc tức thời vạn biến. Vừa rồi chắc là trùng hợp. Đang lúc Thiên Tượng Lão Tổ nghĩ như vậy, quyền thứ hai của Cố Thanh Phong đã đánh ra ngoài. Bùm bùm. Theo một tiếng giòn tan, trên phòng cấm Càn Khôn nhất thời xuất hiện vết nứt rậm rạp giống như mạng nhện. Thiên Tượng Lão Tổ biến sắc. Đây cũng không phải là trùng hợp, người này nhất định có biện pháp nào đó có thể nhìn thấu phòng cấm, hấp thù công kích, mang theo phản thương, song thể chất còn có thể nhìn thấu phòng cấm. Tiểu tử này quả thực cả người đều là bảo vật, nhất định phải có được bí mật của hắn. Bỗng dưng Thiên Tượng Lão Tổ ra tay, ông ta mạnh mẽ từ trên người móc ra một cái trận bàn, tiện tay ném một cái. Trận bàn bay lên cao, lập tức rơi vào trên cột sáng. Chỉ thấy phòng cấm Càn Khôn sắp vỡ nát trong nháy mắt được gia cố. Trong lúc nhất thời, năng lượng lưu chuyển, quả hòa đại tác, vết nứt trong nháy mắt phục hồi như cũ. Muốn đấu với bản tôn chứ gì? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, là người gia cố nhanh hay là bản tôn phá hư nhanh? Cố Thanh Phong nói xong, lại hung hăng ầm ra một quyền vào chỗ yếu đã biến hóa vị trí. Nhưng mà sau khi một quyền đánh ra, hắn sửng sốt, bởi vì vết hoa văn phong cấm Càn Khôn không nhúc nhích. Mẹ kiếp, cứng như vậy. Không phải chứ, ngay cả màng mỏng như vậy bản tôn cũng không phá được sao? Cố Thanh Phong không tin, liên tục tung ra mấy quyền. Bùm, bùm, bùm. Càn Khôn phong cấm vẫn không nhúc nhích như cũ. Đừng uổng phí khí lực. Cho dù ngươi có được năng lực nhìn thấu phòng cấm, nhưng trận bàn bổn tọa chính là thần binh vô thượng. Dưới sự gia trì của nó, dựa vào thực lực của ngươi, ngay cả tư cách đánh vỡ nhược điểm cũng không có. Thiên Tượng Lão Tổ nói xong, liền không để ý tới Cố Thanh Phong nữa, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thiên đạo, giống như không chút lo lắng đối phương trốn thoát. Thần binh vô thượng. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trận bàn, không nghĩ tới đồ chơi có vẻ ngoài không nổi trội này lại lợi hại như vậy. Lúc trước từ chỗ tượng điền, hắn được biết trên linh binh là thần binh. Thần binh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm, mà trên cực phẩm là thần binh vô thượng. Thôi xong, tiêu con mẹ nó rồi. Cố Thanh Phong không bao giờ nghĩ tới mình thế mà lại bị trận pháp phòng cấm nhốt lại. Trước kia không phải hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng bằng vào đồng tử phá vọng do thiên ma ngoại vực tặng, trận pháp phòng cấm gì đó, tất cả đều được giải hết, yếu như giấy vậy. Nhưng bây giờ thì hay rồi, đồng tử phá vọng đúng là đã khám phá ra được phong cấm Càn Khôn. Nhưng vấn đề là thực lực của đôi bên, cách biệt quá lớn, dẫn đến sơ hở của phong cấm ở ngay trước mắt, nhưng vốn không thể nào đánh tan được. Kết thúc tập 44, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Bởi vì chủ quan cho nên Cố Thanh Phong đã bị Thiên Tượng Lão Nhân dùng thần binh vô thượng nhốt lại. Không biết mình sẽ làm cách nào để thoát ra được thì hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon.